Dung xin kính chào mọi cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cà Tì Rơi Thuộc Cuộc Sống Pháp. Thì nói tiếp cái video gian dở, thì cô chú anh chị cũng có hỏi Dung là sao mà đi mà đem đồ ăn chi nhiều như vậy. Đó là do mình chuẩn bị vào cái ngày chủ nhật này thôi cô chú anh chị ơi. Nó mình đi thật qua, tại vì Dung không có muốn để qua đây ngày chủ nhật thì đa phần là cửa hàng người ta đóng cửa cho mình không đi chợ được đó, nên sẵn mình có như bên nhà hàng thì mình đem qua luôn. Rồi với lại Dung không có muốn chị họ cũng sợ Dung đi chợ, tại vì cái ngày này là mình đã lên kế hoạch trước rồi, mình mới kêu chị gọi điện được cho những ai mà có số điện thoại liên lạc á. Cái ông xã Dung thì liên lạc qua Facebook được có vài người thôi, mà có lúc người ta online có lúc không, nên là đâu có biết đường đâu mà trả lời. Thì chị họ cũng xã Dung bên này nè, nói chuyện thường thì họ làm thành một cái group đó, xong rồi cái mọi người gửi tin cho nhau để mà xem xác minh coi là có đến được hay không á. Nói chung là ở đây là cũng dạng vùng quê của chú anh chị, tìm một nhà hàng Á khó lắm, huống chi là người Việt, huống chi nhà hàng Việt. Cho nên là đại gia đình của ông xã Dung á là không có, coi như chưa bao giờ ăn đồ Việt luôn á. Có anh Lorenzo này thì ảnh làm bên nhà hàng, thì ảnh có ăn thích sushi rồi này kia thôi, nhưng mà tìm nhà hàng Á là hầu như chưa có ăn hết trơn á. Cho nên là mình mới đem chả giò này kia để mình ăn khai vị. Ở nhà chị họ cũng xã Dung có rừng đó cô chú anh chị, chặt củi dự thấy mê thiệt chứ. Bây giờ mọi người sẽ đốt lửa để nướng thịt ở ngoài trời. Dung đem cái bếp ga, Dung đem ra đây chiên nè. Mà không biết là có được không đây, sợ cái ga nó nhỏ đó, nó dầu nó không có được sâu dữ nữa nè cô chú anh chị ơi. Dung phải đứng Dung canh, tại vì sợ cô tụi nhỏ nó chạy tới chạy lui á. Che belle queste cose, bellissime ragazzi. A me una maglietta. Hên là Dung mang theo xong ra chai nữa nha cô chú anh chị, tại vì con gái của chị họ xã Dung thì nó ăn chay, còn lại mọi người đều ăn thịt hết. La Fernanda a me piace la roba fritta. La Fernanda non me la fa mai. Mai. Questo sono buoni. Bollo buono. Em họ cũng sẽ Dung á, là hỏi Dung là không có chả giò cuốn thịt gà á, nên là Dung rất là có, là Dung đem thịt gà, thịt heo với samosa chai với lại samosa bò. Mỗi cái mình để riêng ngồi chú chị, Dung kê một tờ giấy lên vậy hết á, thì Dung tách nó ra, Dung không có để lộn á. Đó có bốn đứa trẻ, cái chị họ cũng sẽ Dung để bắt đầu đi dọn đồ chơi. Mà cưng cháu lắm chứ chú chị ơi, nguyên một suốt buổi chiều chạy vòng vòng giữ cháu không á. Grazie.
Khi mà Dung trước khi qua thì cũng sẽ Dung gọi điện hỏi gì mọi người thích ăn thịt gì. Thì mọi người nói là thịt cừu á, cho nên là Dung mới mua thịt cừu nè. Dung mua thịt bê, rồi mình mang nguyên một cái đùi cừu với cốc lít cừu qua. Mà định cái osco buco đó của chú nhị nước khoanh thịt á, là mình để mình hầm. Nhưng mà mấy ông nó họ đem nướng luôn đi cho rồi, cho gọn lẹ. Đứng đốt với cái cây này một lát là nó nấm đen luôn á. Để mới kêu qua mấy ông dời qua. Đi hai cỏ đang ướp thịt cừu nướng. Lui là, il fait des bonsai. C'est des la, des bonsai. Si si. C'est joli fleur, c'est joli. 26. 26 bonsai là. C'est lui qui le fait? Non è prezzi. Un maestro giapponese. Il maître japonais. Ah, d'accord. Đây là ông xã của chị họ Fernanda của ông xã Dung. Thì ông này á là ông làm bên cái gì ta, bên năng lượng hạt nhân á nha quý chú anh chị. Làm cho mấy nhà máy hạt nhân á. Ông đi du lịch, nói chung là tháng nào ông cũng đi Á Rập, Châu Phi rồi này kia là đi dữ lắm. Mà nói chung là nhà rất là khá giả. Thì Ai Cập ở trong này là ở Milan. Và họ mướn một hẳn một người để mà trồng bonsai chơi thôi đó cô chú anh chị, mà bán giống như ai thích thì mua lại. Có cái giống bonsai nó lùn một chút xíu à, mấy cái cây kiểng mà uống rồi này kia đó cô chú, những cái giống lạ đó là trồng cái đó, là có cái cây mà ông cho mình coi là hả trên 50 tuổi, có cây cả 100 tuổi luôn á. Một phần là ông tự ươm, có người giỏi về bên ươm giống cây từ Nhật đó, ươm cho ổng luôn. Có người ổng sưu tầm, ổng mua xong rồi ổng bán lại cho mấy người mà nói chung là ở châu Âu rồi ở châu Á rồi kia nhiều lắm. Đây là con gái của chị họ ông xã Dung vừa mới tới, cho nên là có thêm hai đứa trẻ nữa chơi với con Dung rồi. Sẵn đây Dung chia sẻ với cô chú anh chị luôn, giống như câu chuyện là có hẳn trong gia đình mình luôn á nha. Thì người Ý với cô chú anh chị, người ta không có thích là con cái cưới lấy vợ là người nước ngoài. Họ thích là người Ý cưới người Ý thôi. Kể cả người Ý cưới người Ý mà kiểu như phải như ở phía Bắc Ý thì lấy vợ phía Bắc vậy đó. Mà ở Ý mà lấy vợ phía Nam thì cũng không, họ ưng nhưng mà cũng không vui lắm thôi chú anh chị đó. Nên là ở Ý mà đặc biệt là họ không có thích con lấy vợ nước ngoài thôi chú anh chị. Thì kể một trường hợp như vậy thì có một cái anh đứa cháu cũng sẽ dung trong này nè, là Lorenzo. Thì nó có một cô bạn gái mà vừa chia tay 5 tháng rồi đó, một gái bạn gái người Ý như cô chú anh chị. Xong rồi cái đi quen một cô gái đó là nó đi làm ở bên Cộng hòa Séc á. Đó là quen cô gái ở bên Cộng hòa Séc thì dẫn về hai bên gia đình gặp mặt. Nó là ngày từng cái ngày gặp mặt cũng là cái ngày chia tay luôn đó cô chú anh chị. Nói chung là ba mẹ không có vui rồi, hai bên gia đình cũng không có ấy đó, còn tại vì không nói chuyện được, không giao tiếp được này kia, rồi cái nói chung là rất là khó. Và nếu mà không, cái này là không phải dung bày chuyện Dung nói nha. Ơi cô chú anh chị có xem những cái anh cái chị nào mà đi lấy chồng ở Ý rồi, người ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm. Thì thứ nhất là nhiều khi cái người mà đi lấy vợ người gốc nước ngoài là họ cực kỳ giàu có, ví dụ như lấy mà triệu phú rồi cô chú anh chị. Hoặc là cái người vợ nước ngoài này phải có bằng cấp rất là cao, học phải cho giỏi, và đặc biệt trong những ngành giải trí đâu này kia là rất rất là khó luôn á.
Đó, thì cái này là mọi người ở trong gia đình mình đều nói như vậy đó, là cái người Minh Ý thì người ta không phải là cấm con cái lấy vợ người nước ngoài, nhưng mà người ta không thích, nói như anh chị, người ta không có thích. Và nếu như mà cái cô gái này không giống như ra mắt gia đình đó, thì cô chú anh chị cũng nghe thường thường là người Ý người ta rất là gia trưởng nha, đó, nhưng mà người ta rất là cưng vợ con, cưng lắm cô chú anh chị. Chị cô chú anh chị thấy mấy ông này đứng nói chuyện như đó, lát cái hỏi ui vợ tao đâu rồi, thấy vợ tao đâu không. Ở trong khi chờ chả giò, chờ thịt nướng thì mấy ông khui rượu ra nhâm nhi. Cái bếp này á, nó yếu lắm cô chú anh chị ơi, chắc Dung phải thay đổi kế hoạch quá. Đó, cây nhà lá vườn là tự chế không thôi. Chị, gia đình chị họ cũng sẽ Dung á, là cho thuê phòng kiểu du lịch như vậy đó, là được 15 năm rồi đó nha cô chú anh chị. Nhưng mà sau này thì ông xã của chị mất á, là mới hạn chế, giống như là có kỳ chị sẽ đóng cửa hẳn một mùa luôn vậy đó, để nghỉ ngơi. Chứ làm này cực lắm cô chú anh chị ơi, giặt mền mùng rồi mền, giống như có mùng mền với ra này, rồi phải ủi phẳng phiu, rồi lao dọn đồ này kia nữa, rất là cực. Ale, 1, 2, 3. Salute. Salute. Perfetto. No, guarda, secondo me quello bisogna metterle in mezzo, esattamente, esattamente centrale. Chả giò chiên ngoài này là thấy không xong rồi đó cô chú anh chị. Giờ Dung sang thành hai cái nồi, đặng Dung đem vô trong Dung chiên, Dung mở máy hút maximum luôn. Nhưng mà mở máy hút maximum nó vẫn có cái mùi như cô chú anh chị. Đó mà thôi kệ chịu chứ giờ sao giờ, chứ chiên ngoài này là không biết tới bao năm tháng nào mới ăn á. Ở bên Ý thì lễ phục sinh cũng như bên Pháp, nhưng mà trẻ con nó nghỉ trước bên như bên Pháp nha cô chú anh chị. Thường nghỉ chỉ có 6 ngày thôi. Còn ở bên Pháp thì bắt đầu kỳ nghỉ muộn hơn. Tại vì ở bên Ý á, đi học á là mùa hè là tụi nó nghỉ được 3 tháng lận. Đấy, còn ở bên Pháp thì có 2 tháng thôi. Vô đây chiên cô chú anh chị ơi, với trời anh chị ở ngoài kia nó lâu chín là phố luôn đó. Mà tại vì chả giò Dung cái tủ đông á là để nó không có chật chỗ nha cô chú anh chị, cho nên là để nó cũng dễ dễ nó rã đông rồi. Cái chả giò tam giác này nè, không sợ chiên nó bể bể thôi. Hôm nay là một ngày thật sự rất là vui, rất là trọng đại với gia đình luôn á, nên là có những anh chị em họ như bên Việt Nam mình đi đi chơi, còn anh chị em ruột còn gặp nhau còn thường xuyên này, huống chi là anh chị em họ đó, cho nên là mọi người ở cách xa nhau quá trời luôn nữa, nên là hiếm gặp lắm cô chú anh chị. Có người anh chị em họ ở 10 năm chưa gặp, ông xã Dung là 30 năm rồi đó, nên là họp lại nói từ ở ngoài nói vô trong, nói từ vô trong nói ra ngoài luôn á, ai cũng chuyện này chuyện kia để nói với nhau á. Mình chỉ chuẩn bị khai vị thôi, thịt là có mấy ông nướng rồi. Bây giờ chiên là ngon lành cành đào rồi đó cô chú anh chị. Trời ơi, chiên cái bếp ga ngoài đó là tới chiều chưa có ăn nữa. Mà vô đây chiên á là nó cái mùi của nó ôm trời luôn á. Perché tu fai? Thì khi mà Dung qua mới có ngày thôi, nhưng mà Dung để ý được tất cả
các vật dụng ở trong dàn bếp của chị họ ông xã Dung đó, tại vì Dung xài thường á. Thì Dung để ý là mình không biết là những gia đình khác ở ý như thế nào nha, nhưng mà để ý là những cái gia đình anh chị họ cũng xã, anh chị em họ cũng xã Dung nè, họ cực kỳ quý đồ ăn nghe cô chú anh chị, và nói chung là không bao giờ bỏ đồ ăn. Trời, có cái nồi mà nấu một chút xíu mì thôi, mì spaghetti á, tối hôm qua còn dư lại được một cái nĩa thôi cô chú anh chị, mà mình ăn không hết đó. Nhưng mà mình định đùi chùi cái nồi mình dẹp luôn đi, cái mà tối, tại tối hôm qua ăn là không, chưa có rửa nồi, mới rửa dĩa thôi. Cái là những anh chị họ nói không đừng có dò bỏ, không có bỏ đồ ăn để hâm nóng lại đem ra bàn đó. Cho nên là gia đình Dung đang ở trên núi, cho nên là mạng wifi rất là yếu. Cho nên là Dung cắt video mà có 14 phút thôi, mà tải cả ngày nó mới lên một video. Cho nên là Dung không có dám để dài quá. Thì Dung xin dừng cái video tại đây, và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Thì hôm nay Dung chia sẻ với ông bà cô chú anh chị một chút xíu về văn hóa ở Pháp của gia đình mình như thế nào nhé. Những cái gia đình ở Ý khác thì Dung cũng không có rành lắm, vì chủ yếu là mình nghe mọi người ở đây chia sẻ lại thôi. Rồi thì Dung chia sẻ lại cái chuyến đi của gia đình Dung cho ông bà cô chú anh chị xem giải trí cho vui. Dung xin tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo để xem gia đình anh chị họ cũng sẽ Dung ăn chả giò và phản ứng như thế nào nhé.